Trong cái cuộc hôn nhân này là chủ yếu là má chấm dâu, rồi dâu kết má là cái về cái cứ ở chung với nhau thôi, chứ còn lại là chồng con là để, là giống như là để phía sau đi, mẹ dễ thương quá chừng luôn à. Thì má chồng thì lại nhìn già chát à, già lắm, nhìn nó trời không nghĩ suy nghĩ bụng, biết hồi đó sao má nghĩ sao má lấy bác, má đẹp má trẻ mà má giỏi, cách nói chuyện của má nói chung là bá đạo trên từng hạt gạo luôn á, nói chuyện dễ thương lắm. Kính chào MC Nguyễn Linh. Dạ. MC Lê Lộc. Dạ. Dạ kính chào quý vị khán giả trong trường quay. Cùng quý vị khán giả đang xem truyền hình bạn muốn hẹn hò. Mẹ chồng. Không sao, nếu bạn muốn hò cũng được. Bữa nay mình hẹn hò mình nói về mẹ chồng nàng dâu. Dạ. Con ai mà chưa có gia đình cũng đến hẹn hò cũng được nha. Dạ. Dạ tôi xin giới thiệu, tôi tên là Trương Liên Hương. À, hiện tại 52 tuổi. Hiện sinh sống và buôn bán tại chợ Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Trẻ quá trời luôn. Dạ, còn đây là con dâu của tôi. Dạ. Dạ, chào chú Nguyễn Linh, chào Lê Lộc, chào tất cả mọi người. À, con tên là Phạm Thùy Như, quê của con là ở Cần Thơ, nhưng mà con về làm dâu với má được 9 năm rồi, con về ở sống tại Dầu Tiếng luôn. Gia đình mình có mấy bé rồi chị hả? Dạ, được 2 bé rồi, một đứa thì học lớp 1, còn một đứa thì học lớp trời. Dạ. Vậy con lấy chồng là mấy tuổi? Dạ, con 23 tuổi. Đi sớm mà. Dạ ham chơi chút. Dạ thú thật với MC Quỳnh Linh, MC Lê Lộc cũng như quý vị khán giả đây đến với chương trình này là do cũng dâu nó. Má ơi, đi thi đi cho vui lắm má ơi, đi làm kỷ niệm cho con. Rồi con nó thấy đó là nó dạn dĩ, với lại nó tự tin hơn trong cuộc sống sau này. Đúng dạ. Rồi sau này là gia đình coi lại thấy thôi đi chơi thôi, má ngại lắm, má run lắm, má không dám đi đâu con ơi. Có coi chuyện này thường xuyên không? Dạ, nãy giờ cái tay lạnh ngắt luôn á, run ngủ không được mấy ngày nay luôn. Rồi, rồi. Sợ. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu tương lai này đó. Dạ. Trước đó 9 năm đó mình thấy cô con dâu thế nào? Thú thật là lúc gặp dòng mình là ở miền Tây, trong một cái dịp lễ đám giỗ của 10 người gì. Rồi thấy nó lúc đó nó mập mập, mẩm mỉm dễ thương lắm. Tóc thì dài, thước tha, rồi mắt thì to, cũng giống mình á, thấy cũng kết liền à. Thích thôi, nhưng mà lúc đó cháu cũng còn nhỏ, lúc 78 tuổi. Đúng rồi, lúc đó chắc chút xíu dạ. Luôn hả? Rồi cái qua tìm hiểu thì biết nó là cháu của người chị dâu, con dâu của dì mình á. Dạ. Đó thì chỉ biết vậy thôi, 4-5 năm sau vậy đó, cũng dịp tình cờ về đó chắc có duyên. Đó rồi mới gặp nó lần nữa thì lúc nó cô ấy xinh xắn hơn, trắng dạ. Trẻo, đẹp gái, trưởng thành rồi. Kiếm gợi ý bà chị dâu thôi làm mai giùm biết. Trong cái cuộc hôn nhân này là chủ yếu là má chấm dâu, rồi dâu kết má là cái về cái cứ ở chung với nhau thôi, chứ còn lại là chồng con là để, là giống như là để phía sau đi. Trời ơi, mẹ kết trước. Dạ mẹ kết trước tới chồng. Con dâu thấy được ok, mẹ dễ thương quá chừng luôn à. Nhưng mà cái lần đầu tiên gặp mẹ chồng là chị ấn tượng điều gì? Lúc đó là lên là nấu nước mát uống, cứ ngày rễ chanh rau bắp gì đó nấu uống, cái giận cái nấu nước mát uống ghét, nhà này uống nước mát ghét rồi mát hết rồi. Chứ mình nghe cái từ cái cách cái cử chỉ cái cách cái nói chuyện của má nó cứ nghĩ đó. Uống nước mát cái da mặt mình nó đẹp vậy à. Nóng nảy thì nổi mụn. Thì má chồng thì lại nhìn già chát à, già lắm, nhìn nó trời không nghĩ suy nghĩ bụng, biết hồi đó sao má nghĩ sao má lấy bác, má đẹp má trẻ mà má giỏi, cách nói chuyện của má nói chung là má đạo trên từng hạt gạo luôn á, nói chuyện với hú hắc. Má còn thông báo với bạn bè ê tao đám cưới đó nha, cái nó trời ơi ơi ủa mày quen nào đám cưới không nhanh vậy, tao cũng biết nó quen nào, nó má tao quen thôi. Dâu thì mình cảm giác mình hợp nhau những điều gì? Nó hợp với nhau rồi, nó thì hiền lành, nó cũng dễ thương, nó cũng sống vui vẻ bạc bát với mọi người. Dạ. Nó có cái chút... tâm hồn mà hướng thiện lắm, nó cũng giống như cái điểm nó giống má chồng. Dạ. Thương người lắm. Còn... lại cái nữa nè má, nó nhiều cực kỳ, chồng con nói vậy đó. Trời đã nhà con mình bả nó nhiều rồi, cứ thêm nhỏ này về con vợ của nó nhiều y bả luôn á. Hợp thích đi du lịch lắm. Dạ. Thích làm đẹp, thích đi hát ca, mặc dù hát không có hay. Con dâu nó mới xin đi học, nó biểu má cho con đăng ký con học cái khóa spa đi má. Thôi con làm có nổi đâu, con ốm nhách nhôm con làm gì nổi. Massage da mặt á cho đẹp chứ không phải massage body đâu. Dạ. Cái đó ủa gì hả, vậy đẹp được kệ má ủng hộ. Có dạ. Điều gì mình cảm giác mình không hợp giữa hai mẹ con không? Dạ cũng có chứ, như cách dạy dỗ con của nó chút xíu. Má thì chỉ có một mình con một thôi, thành ra má cưng lắm. Còn mình thì lại thích cái sự con cái là phải vô cái nguyên tắc khuôn khổ của gia đình. Dạy xong cái mình nói con cái cách đó đó, cũng giận lên mới nói mày đang nói tao hả? Mới giận mới vô mới không ăn uống thì nằm phòng á. Cái cũng biết là cái cách đó là mình đã biểu đạt hơi sai khi có má ở đó.
cái má cũng đi vô xin lỗi má, má con mà lỡ có cố ý gì mà nói để cho má phiền lòng á thì cho con xin lỗi, nhưng mà con không có ý nói má, con chỉ muốn con nó tốt hơn mỗi ngày thôi. Cũng vì cái chiếc điện thoại, cái điện thoại của đứa cháu nội nó coi. Dạ. Dâu tôi thì nó không thích con nó tiếp xúc với điện thoại nhiều, tại mắt nó cũng hơi yếu. Cái là à, mà rồi cho coi, cái lâu lâu cái nó kêu mà cho con mượn coi đó, bữa đó cái chị ấy đâu về không biết nữa. Cái chị ấy thấy tức quá, đang giận chồng mà lôi vô phòng đóng chốt đó, đập cho một trận. Tôi mới nóng ruột, tôi thấy bé khóc quá trời, tôi vô tôi can. Dạ. Tôi kêu mở cửa ra thôi, quánh nó như đó được rồi đó. Mình sợ cháu mình nó ảnh hưởng thần kinh, tại vì thấy nó tâm lý nó yếu, mỗi lần mẹ nó hay la thì nó lại run run rẩy không. Mình sợ nó nhỏ là nhỏ lớn á, tự trong đó nó lớn tiếng là má đừng có dạy binh nó nghe má, để con dạy nó chứ không thôi mốt giống chồng con à. Tại chồng nó không thích hay chơi game á, thấy điện thoại đó nó tức vậy. Cái trời, tự nhiên nghe câu đó cái mình nghe mình bất ngờ, từ nào dân dâu mình đâu lớn tiếng mình dữ trời. Dạ. Nay sao tự nhiên nạt mình, cái tự nhiên mình bị tổn thương vậy, buồn chạy về phòng không. Khóc ngủ thôi. Hồi cái ngày đó không ăn uống vậy, cái thằng dâu nó cũng biết, nó biết là nó cũng quỳ gói nó xin lỗi má, tại vì con giận chồng con cho nên là con mới lỡ lời thôi, chứ con không có ý gì con chửi má gì hết trơn á. À, về có giận chồng cũng đừng chửi chồng, không chửi má chồng luôn, chửi luôn má chồng luôn. Đầu cái cũng hai vợ chồng cũng chưa có, không có hiểu tính ý chồng á, giận nhau cãi lộn đánh lộn nó làm tung lung tung hết trơn luôn. Chỉ có má thôi, cái tức quá nhiều khi cứ nói ghét à má. Con thiệt á, có má con mới ở đó chở sức, không có má con đi mất đất rồi đó. Hiện tại giờ vẫn vậy. Nhiều người ngoài chợ cứ nói ủa chồng mày là thằng nào tao không biết luôn á, mày con gái của bà Hương hả? Có con dâu đó. Hai chồng gây lộn thì con có mát má chồng không? Dạ có chứ. Tức quá nói hoài cũng được, cái cũng nói má ảnh vậy 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 đó. Cái xong cái má nói mẹ cái thằng chó đẻ, cãi nó đi con, cãi nó đi, mẹ con mình bà cháu mình sống gì được rồi. Thì cũng cái câu nói nó, cái cách nói của má ngày xưa mà con đồng ý là vậy nè. Mới lại trên hồi lúc đó mà mới về cái nghe cách má nói chuyện với chồng, à mày biết gì với mày, giờ này sáng bét không biết dậy ăn uống cho ngủ giết người ta bao tử đi như mày, cứ nói vậy cho đẻ mày nghe chưa. Mình nghĩ bụng nè, trời ơi tự nhiên có chửi cho đẻ không biết rồi ai đẻ ra ma không ăn chó cười cũng chết luôn. Thì dưới quê hay chửi chó đẻ ha. Dạ. Chó đẻ này mệt mà trong khi mình đẻ ra nó mà chửi chó đẻ đó. Có bữa nào mà chồng con vừa bị má chửi mà vừa bị con chửi không? Có chứ. Vậy tính ra anh chồng chị cũng hiền chứ đúng không? Đúng rồi, anh hiền lắm. Thì anh cũng thấy con đẹp nên anh phải cưới. Dạ, hồi xưa con đẹp đâu, anh chửi con nó hồi đó mập tù lù, xấu như con heo. Cứ vậy đó, về anh nói là đó mập mới thương lắm. Mà con thích như ngày xưa. Con có tổ chức sinh nhật cho má không? Dạ cũng có. Lần đầu tiên đó con nhớ lúc đó là má nằm trong phòng rồi, cái điện thoại cho chồng. Anh ơi bữa nay sinh nhật má nha, anh đi đặt cái bánh kem đi. Rồi cái đặt cái bánh kem xong cái má chứ bá đi vô phòng ngủ rồi, cái bắt đầu đi vô gõ cửa má, gõ cửa xong cái đi vô cái rỡ thở đèn vậy nè, hát cho má nghe chỉ vậy thôi á, chứ cũng không có làm gì lớn. Cũng có lúc má nói nhiều quá rồi cái thấy ông chồng á thì là đàn ông mà đâu có thích nói nhiều, mà má cứ nói nhiều mấy chuyện má cứ diễn giải ra nè, mày phải làm này nè, mày làm này xong mày bắt qua cái này nè, mày xong kèm tới cái này nữa nè. Nó mà đàn ông thì nó thích làm cái nào nó làm, miễn nó làm xong nó hết công việc của nó là thôi. Vậy đó, cái anh tức quá anh đình công, rồi ai làm má làm, rồi cái mình cũng nói má cái nào má la thì má la, cái nào chốt lại má nói thôi, chứ má đừng nói nhiều quá, nói nhiều anh không có nghe, anh không nghe rồi cái anh để đó mình làm nữa. Cái nó tao có nói gì đâu, người ta chỉ nói tao chỉ làm thôi, nào làm dễ không chịu làm đi làm mấy cái khó. Ủa nhà má làm gì, nghề gì? Dạ ngành nghề kinh doanh là dịch quay. Trời ngon ta. Mấy chục năm rồi, hai mấy năm rồi chứ. Dịch quay rồi, có heo quay không? Có luôn. Ủa nhưng mà vậy sao nó em thấy chị xin đi học mà spa. Thật ra thì trước kia là mình học dược. Rồi mới về nhà chồng á, thì mình thì có một con trai một à, cho nên mình cũng ham cháu. Nói thôi con ấy từ từ đi xin việc làm để sanh cho má mấy đứa cháu đi đã. Nhưng mà vậy rồi chị đi học spa rồi, sau này cô có mong muốn là chị sẽ tiếp quản cái truyền thống của nhà mình không? Tiếp quản thì chắc con trai, cần người thì nó mướn người. Chung thì ở nhà ông xã với cô thì cũng phụ quả nó được. Mở tiệm thuốc tây kế bên là nó rất hợp lý rồi, đúng nghề của con luôn. Dạ. Ăn thịt heo quay qua đây mua thuốc. Gì kỳ á. Chồng con có gửi chú lá thư rồi chú đọc cho nghe. Trời dài dữ vậy. Hôm nay hai người phụ nữ yêu thương mình nhất tham gia chương trình. À, mình cũng
Cái gì khó đọc quá chú Linh, khó đọc quá. Chương trình thấy được không? Mình được không? Con dịch cho con, có con có cái bản dịch nè. Ủa vậy hả? Trời, có dịch nữa. Dịch từ tiếng Việt qua tiếng Việt. Dạ. Lâu nay con rất vô tâm, không để ý đến cảm xúc của má, cứ để má lo lắng và hay buồn vì con. Nhưng nay con đã có hai đứa con, con hiểu được những lần má la rầy con là vì má thương con. Con hứa từ nay sẽ chú tâm cho công việc, con sẽ làm nghề gia truyền của nhà mình và phát triển thêm nữa. Má tin con nha má, anh cảm ơn em đã đến bên anh, em đã cho anh thấy giá trị của gia đình là như thế nào. Cảm ơn em đã nuôi dạy hai nàng công chúa thật ngoan. Tuy anh không nói ra, nhưng thật ra là anh thương em nhiều lắm. Trời ơi, ta nói nó ngọt. Nó ngọt còn hơi vía lùi đó mọi ơi. Con đọc mà con nổi hết cái da gà. Anh có hay nói những cái lời hoa bướm này không chị? Đấy không, chỉ khi nào xỉn lên hỏi anh có thương em không? Có chứ sao không? Chứ dễ ra đấy. Tại sao phải chờ xỉn em mới hỏi? Bình thường hỏi đâu nó. Hỏi đâu nói đâu, những cái xỉn hỏi anh nói sống nội tâm lớn, anh ít có bộc lộ tình cảm lắm. Ơi, trời. Dạ. Thương thì thương mình... để trong lòng vậy thôi chứ ít có bộc lộ được. À, cảm ơn mẹ chồng nàng dâu rất là nhiều. Dạ. Mà tham gia chương trình. Dạ. Hôm nay con có muốn nói gì với mẹ chồng con không? Nói đi. Nhiều khi con có giận con có la con thì má cũng lơ đi chút xíu đi. Tại vì con chỉ la con thôi chứ con không có ý gì với chồng con hay với má hết á. Thôi má, qua chương trình này má cũng hiểu con được rồi. À, dễ thương ha. Mẹ chồng nàng dâu rất dễ thương luôn á. Hai người đẹp ngang nhau luôn ha. Hai người dễ thương như nhau. À, một kỷ niệm gửi tặng gia đình. Dạ, chúc gia đình sức khỏe, hạnh phúc và bình an.